bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác audio entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. Chương 457, sản phẩm thí nghiệm. Đại não của Trần Khuynh Địch mới vừa rồi còn đang vận chuyển với tốc độ cao, sau khi bị kéo ra khỏi suy nghĩ liên quan đến nhân vật chính, liền bắt đầu giảm tốc độ trong nháy mắt, hơn nữa rất nhanh liền trở lại mức ban đầu. Mọi thứ đều ổn đối với thái tử, không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, nói rất tùy ý. Theo hắn thấy, người đàn ông tốt bụng đáng thương, thái tử điện hạ đã dấn thân vào con đường nhân vật phản diện kia, đã không thể cứu nổi nữa. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cũng cảm thấy sững sờ. Sư huynh thế mà lại cảm thấy không thành vấn đề, chẳng lẽ nói sư huynh đã sớm đề ra kế hoạch? Như vậy sao được, đây là lần đầu tiên Trần Tiêm Tiêm không nhận thua bởi vì sự thông minh tài trí của ca ca, mà lại sinh ra suy nghĩ muốn tranh tài, nàng muốn xứng đáng với những gì mà sư huynh đã bỏ ra. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí tiếp tục nói, "Sư huynh, ta cảm thấy thái tử có thể là muốn tạo phản." Trần Khuynh Địch, cái quỷ gì? Quay thân thể cứng nở lại, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Tạo phản, không sai, sư huynh quên rồi sao? Thái tử điện hạ thế nhưng đã có tiền án, hơn nữa làm thái tử trong hơn 300 năm, cho dù đổi thành ta thì ta cũng sẽ tạo phản, không bằng nói là thái tử điện hạ sau khi thất bại có thể nhịn thêm trọn vẹn 100 năm, đã làm cho người ta rất giật mình. Trọng yếu hơn chính là, lần thái tử tạo phản này, nói không chừng là có liên lạc với các thế gia và tông phái. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, có cần phải khoa trương như vậy hay không, vị thái tử điện hạ kia có thể liên hệ với ai? Muội cảm thấy hắn có thể liên hệ với ai? Ta cảm thấy, Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, đương nhiên là người liên hệ với thái tử nhiều nhất vào trước khi tạo phản, có mối quan hệ với người ngoài, thậm chí còn cung cấp trợ giúp nhất định, có liên hệ với tông phái, hơn nữa ở phía sau cái tông phái kia còn có cường giả tối đỉnh, ưm. Ừ. Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, ai vậy? Tên ngớ ngẩn không có mắt nào lại cấu kết với thái tử vào trước khi tạo phản, còn cung cấp sự trợ giúp, còn thường xuyên đi đến Đông Cung làm khách, còn thường xuyên gặp mặt cùng với thái tử, thậm chí còn làm trái với pháp luật Hoàng Cung, hơn nữa còn lệ thuộc vào một cái tông môn có cường giả tối đỉnh trần khuynh địch ta 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 xxx mờ kiếp đây không phải là đang nói chính ta hay sao bây giờ thái tử thật đúng là rất cao hứng sốt cục sốt cục cũng đến tay vừa về tới đông cung thái tử liền kích động đi đi lại lại ở trong cung điện của mình nếu như không phải là bận tâm đến việc lưu cẩn còn đang ở bên cạnh Hắn thậm chí còn muốn nhảy lên cái giường lớn của mình lăn hai vòng, biểu đạt sự hưng phấn cùng với tâm tình kích động của mình. "Chúc mừng điện hạ." Lưu Cẩn hơi hơi cúi đầu, nói ra. "Ha ha," Thái tử hít vào một hơi thật sâu, biểu lộ ở trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, "Có nó, lần này bản cung tất nhiên sẽ tạo phản thành công." Lưu Cẩn ở bên cạnh dừng một chút, mở miệng nói, "Thái tử một mực truy tìm khối bảo ngọc này." không biết là vật này rốt cuộc có tác dụng gì, lại đáng giá để cho thái tử hao phí tinh lực lớn như vậy, có tác dụng gì? thân sắc của thái tử động lại, giống như có điều suy nghĩ nhìn lưu cần một cái, chợt mở miệng nói, lưu cần a, ngươi nhìn khối bảo ngọc này đi, trông nó giống như là vật gì? thái tử mở nắp hộp ra, dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, một đầu phượng hoàng nhảy múa ở trong hộp, lộ ra linh tính không có gì sánh kịp. Không sai, chính là Phượng Hoàng, ha ha ha, vào hơn 10 năm trước, khối bảo ngọc này nhìn qua vẫn là bình thản không có gì lạ, không ngờ được lúc này mới qua hơn 10 năm, thì lại có sự thuế biến lớn đến như vậy. Người cho rằng vì sao ta lại tin chắc rằng khối bảo ngọc này là hàng thật, cũng là bởi vì cái mình khí thế Phượng Hoàng mông này. Một vật quý giá có khí thế Phượng Hoàng như vậy, há lại có được dễ dàng như vậy. Thái tử nói một cách chắc chắn, tinh thần trở nên phấn chấn, ngay cả một tia vẻ già nua cũng đều là biến mất hầu như không còn, thay vào đó thì là bộ dáng tràn đầy tự tin và hào hùng. Thái tử Điện hạ và Lưu Cẩn cũng chỉ nhìn thấy qua khối bảo ngọc này một lần, đó chính là vào lần tạo phản 100 năm trước kia, không thể không thừa nhận, Thái tử Điện hạ thật sự là đã quá chú tâm đầu nhập vào bên trong cái sự nghiệp tạo phản vĩ đại mà không có tiền đồ này a, à, bất quá Phượng Hoàng, chẳng lẽ vật này cũng có quan hệ cùng với công chúa Điện Hạ hay sao? Công chúa Điện Hạ ở trong miệng của Lưu Cẩn, đương nhiên chính là vị công chúa khác họ đương thời duy nhất, người mạnh nhất ở bên trong thế hệ trẻ triều đình đại Càn Tần Kiền Hoàng. Bất quá sau khi nghe thấy danh tự của Tần Kiền Hoàng, thần sắc của thái tử lại lập tức trở nên cương cứng. Khụ khụ, không sai, thứ này nhất định là có liên hệ cùng với nữ nhân kia. Nhắc đến Tần Kiền Hoàng, thái độ của thái tử lập tức trở nên ác liệt, phảng phất như là nhớ lại chuyện gì không tốt vậy, ngay cả ngữ khí cũng đều trở nên thô bạo hơn rất nhiều, hừ. Nữ nhân kia, chẳng lẽ người thật sự cho rằng cô ta là thiên tri kiêu nữ hay sao? Chẳng qua chỉ kẻ trộm ăn cắp thành quả của em gái cô ta mà thôi. Thân làm thái tử một nước, hắn đối với cái sự tình phát sinh ở trong tần gia ngày xưa này tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, cô em gái kia cũng không được tính là cái gì, cái gọi là huyết mạch phượng hoàng, trên căn bản cũng chỉ là sản phẩm thí nghiệm mà thôi. Sản phẩm thí nghiệm, nói nhảm, người cho rằng là nhân loại sẽ có thể có được huyết mạch phượng hoàng. Hay là trời sinh, gặp quỷ, nếu như nhân loại trời sinh liền có thể có huyết mạch phượng hoàng mà nói. Chẳng lẽ là ở trong vòng ba đời có người giao phối với Phượng Hoàng hay sao? Ngay cả phụ hoàng của ta cũng đều không dám làm như thế. Chớ đừng nói chi là trung thổ bây giờ căn bản không có phượng hoàng. Nói đến đây, thần sắc của thái tử liền trở nên càng thêm hiểm ác. Cái gọi là huyết mạch phượng hoàng, đơn giản chính là dung hợp phượng hoàng chi huyết với nhân loại còn sống mà thôi. Ha ha, lại còn tự xưng là thiên chi kiêu nữ, bản cung đúng là xem thường loại người này nhất. Nói tới nói lui, ở trong thần sắc cùng với ngữ khí của thái tử lại tràn đầy sự hâm mộ. Phượng hoàng chi huyết, Lưu Cẩn dừng lại một lát, rốt cục cũng lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, phượng hoàng chi huyết mà Tần gia lấy được, chẳng lẽ lại là Không sai, chính là nó. Thái tử dơ hộp chứa bảo ngọc phượng hoàng lên, dùng hai mắt mê say mà nhìn nó. Lúc trước vào thời điểm Tần gia đào móc di tích yêu tộc, chính là chiếm được một khối bảo ngọc như thế này. Hơn nữa còn rút lấy một giọt Phượng Hoàng chi huyết từ trong đó, nếu như không phải là người Trần gia kia đột nhiên tiến đến quấy rối, chỉ sợ là Tần gia bây giờ đã có tới mấy người nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng. Chương 458, 2000 năm. Bởi vì người Trần gia kia quấy nhiễu bảo ngọc mất tích, Tần gia cùng với ta về sau đều một mực truy tìm bảo ngọc, qua hơn 10 năm mới có thể tra ra được tới trên người của Trần gia. Ta dám đánh cược, Trần Khuynh Địch sở dĩ có thành tựu như thế này, khối bảo ngọc này khẳng định sẽ chiếm một phần công lao không nhỏ. Nguyên lai là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí đặt bảo ngọc Phượng Hoàng lên bàn, thần sắc ở trên mặt của thái tử càng trở nên kích động. Bất quá cũng không cần phải vội, hít vào một hơi thật sâu, thái tử rốt cuộc cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Tạm thời còn chưa cần đến khối bảo ngọc Phượng Hoàng này, phượng hoàng chi huyết ở trong đó là dùng để chữa trị ám thương cho bản cung chờ đến khi bản cung tạo phản thành công sau khi đăng cơ xương đế lấy khí vận nhân đạo tăng thêm khối bảo ngọc phượng hoàng này liền có thể nhất cử xông phá hàng rào hỏa luyện kim đan thậm chí là nâng cao thêm một bước tới lúc đó ta cũng có thể chấn áp thiên hạ giống như là thiên hạ nói xong lời cuối cùng trên mặt của thái tử cũng không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới Điện hạ, nhắc đến tạo phản, sắc mặt của Lưu Cần lập tức có một chút biến hóa, hắn thật sự không hy vọng là thái tử lại tiếp tục tìm đường chết, cho dù ở phía sau chuyện này kỳ thật là có sự dung túng của thánh thượng, sự tình tạo phản, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, bây giờ thái tử đã có bảo ngọc, dùng phượng hoàng chi huyết tẩy lễ nhục thân, thọ nguyên liền có thể tăng lên mấy trăm năm, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Mấy trăm năm, nói đến đây, thái tử lập tức lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói, Lưu Cẩn A, à, người có biết cảnh giới ở phía trên hỏa luyện kim đan là gì hay không? Võ giả ở phía trên cảnh giới hỏa luyện kim đan đã đánh nát mệnh tinh, nắm chắc vận mệnh, cái gọi là lòng người cao hơn bầu trời, chính là nói bọn họ, bọn họ là cường giả đỉnh cao chân chính, mà võ giả ở cái cảnh giới này, người có biết là bọn họ sẽ sống được bao lâu hay không? Lưu Cẩn lúng túng ngậm miệng lại, mà ở phía đối diện, Thái tử thì là khổ sở mở miệng nói, "2000 năm, con mờ nó chính là có thể sống trong 2000 năm a." Võ đạo tông sư cũng bất quá cũng chỉ có 300 năm tuổi thọ, Hỏa luyện kim đan có 800 năm tuổi thọ, mà bản cung thân làm thái tử một nước, dùng vô số đan dược để kéo dài tính mạng, bất quá cũng chỉ có thể tương đương với võ giả cảnh giới Hỏa luyện kim đan mà phụ hoàng lại có trọn vẹn 2.000 năm tuổi thọ. Còn không tính đến những thần đan loạn thất bát tao có thể kéo dài mạng sống kia, lão tử làm thái tử hơn 300 năm. Cho dù là đã phục dụng vô số đan dược duyên thọ, tuổi thọ còn dư lại cũng chỉ có bất quá hơn 100 năm. Coi như dùng huyết mạch phượng hoàng, không có cách nào đột phá bất quá cũng chỉ có thêm năm tuổi thọ, mà cái số này ngay cả một nửa số tuổi của phụ hoàng cũng không đạt đến. Như vậy thì ai mà chịu nổi a? À? Mỗi lần nhắc đến chuyện tuổi thọ này, thái tử đều sẽ điên cuồng mà giống to giống như vậy, hắn chỉ hận bản thân là không được sinh ra vào năm 1000 đến năm 2000 năm sau. Cho nên ta không thể chờ được, không thể đợi thêm nữa. Ta muốn đăng cơ, phụ hoàng đã bồi dưỡng ta từ nhỏ, nói ta sẽ trở thành hoàng đế đại càn đời tiếp theo. Nhưng mà gặp quỷ. Bồi dưỡng một lần chính là hơn 300 năm, ta đã chịu đủ rồi, ta muốn tạo phản, chỉ cần ta còn chưa chết, ta nhất định sẽ phải tạo phản. Sinh mệnh không ngừng, tạo phản không dứt, đối mặt với sự gầm thét của thái tử, Lưu Cẩn sau khi trầm mặt trong chốc lát, cũng chỉ đành hơi hơi khom người, biểu đạt là bản thân thuận theo. Phù, sau khi cầm bầm lầu bầu một lúc lâu, Thái tử mới xem như là bình tĩnh trở lại. Lưu Cẩn, bản cung rất tín nhiệm ngươi, vào thời điểm bản cung tạo phản trăm năm trước, ngươi cũng đều kiên định đứng ở bên cạnh bản cung, người phụng dưỡng bản cung cũng đã rất lâu rồi a. À. Nô tài là thư đồng của thái tử, phụng dưỡng thái tử từ bé đến lớn, bây giờ cũng đã được hơn 300 năm, đúng vậy a, à. lúc trước bản cung lấy được một viên duyên thọ đan, về sau cũng đã cho ngươi bằng không thì ngươi cũng đã sớm xuống đất, nô tài tuyệt không dám quên ân đức của thái tử. Vậy là tốt rồi, thái tử xoay người, không nhìn Lưu Cẩn mà nói, bản cung tin tưởng ngươi. Ở bên trong Vị Ương cung, Thánh thượng đại càn nhắm nghiền hai mắt, bất động thân hình ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân hình không tính khôi ngô là ở bên trong cung điện, lại phảng phất như là trung tâm của tam giới lục đạo, một đầu thần long màu vàng như ẩn như hiện xoay quanh quanh thân thể của hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Xem như hạch tâm hoàng cung thành thượng kinh, vào mỗi một lần tảo chiều, long khí ở bên trong vị ương cung là nồng hậu nhất, thậm chí là còn ngưng tụ ra long hình chân chính. Cỗ long khí này là do ý niệm của văn võ bá quan đương triều thậm chí là vô số con dân đại càn ở Trung Nguyên ngưng tụ mà thành, lấy nhân đạo thay mặt thiên đạo, có diệu dụng vô cùng. Ở những nơi long khí đến vạn pháp đều biến mất, coi như là võ giả hỏa luyện kim đan ở bên trong vị ương cung, cũng sẽ bị long khí áp chế thành một kẻ phàm nhân, bất quá cũng chính là vì như thế, các hoàng đế ở trên con đường tu hành đều không phải là rất thông thuận, phó đạo tông sư chính là cực hạn, chỉ có cực ít hoàng đế có thể thành tựu hỏa luyện kim đan, mà thánh thượng đại càn thì lại là ngoại lệ duy nhất ở trong đó. Khác biệt cùng với sự tưởng tượng ở ngoại giới, Thánh Thượng Đại Càn đã đăng cơ 300 năm, bề ngoài bây giờ bất quá cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi, vẫn là ở trong tuổi tráng niên, hắn ta mặc long bào màu vàng, để lộ đôi tay với làn da tinh tế, ẩn ẩn tản ra linh quang óng ánh trong suốt, mái tóc đen dày bị chuỗi ngọc trên mũ nguyện buộc lên. Đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh vàng trong con người nhấp nháy, phảng phất như xuyên qua vị ương cung, xuyên qua hoàng cung, nhìn xuống thành thượng kinh từ trên không trung, thậm chí là toàn bộ trung thổ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vào tay ghế long ỷ, mỗi một lần đều khiến cho mặt đất rung chuyển, mọi cử động đều vô cùng uy nghiêm và không có cách nào đoán trước. Khác biệt cùng với thời điểm phê duyệt tấu trương ở ngự thư phòng, Thánh Thượng Đại Càn lúc này đang dùng long khí để dò xét trung thổ, xem ký quốc vận đại càn bây giờ, mỗi một tiếng nói và cử động đều kết hợp lại cùng với nhân đạo cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới dần dần thối lui ra khỏi loại trạng thái giống như là thần linh kia. Nguyên nhất, giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên, sau đó ở ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, đại tổng quản ti lễ giám phùng nguyên nhất bước đi với nhịp độ đều đặn, chậm rãi đi vào bên trong vị ương cung, hướng về phía thánh thượng đại càn quỳ lại nói, nô tài ra mắt thánh thượng, thánh thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế chương 459, cuồng chiến đấu. Sau khi khẽ nhếch mép một cái, Thánh Thượng Đại Càn liền mở miệng nói, đứng lên đi, đã nói rất nhiều lần rồi, không cần phải làm như thế. Vị ương cung chính là trọng địa nhân đạo, không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa. Được rồi, thấy Phùng Nguyên nhất vẫn kiên trì như cũ, Thánh Thượng Đại Càn cũng không khăng khăng nữa, mà tiếp tục nói, sự tình có quan hệ đến cẩm y vệ, ở bên thái tử có động tĩnh gì hay không? Không có, Phùng Nguyên nhất thở dài nói, mặc dù thánh thượng đã giao sự tình Cẩm Y vệ cho thái tử xử lý, nhưng gần đây thái tử dường như cũng không tập trung đối với chuyện này, cho nên Cẩm Y vệ bây giờ vẫn chỉ là một bộ khung, còn chưa có tin tức về nhân lực cấp cao, mà ở bên Lục Phiến môn cũng không tiện điều chuyển, dù sao thì nếu vì thành lập Cẩm Y vệ, khiến cho Lục Phiến môn bị tàn phế mà nói liền biến thành được không bù mất. Vậy sao, thánh thượng đại càn tự nhủ, trong giọng nói mang theo sự thất vọng không che giấu được, chấm cho hắn thời gian lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa nhìn ra được tính đặc thù của cái tổ chức cẩm y vệ này hay sao, nguyên nhất, người có cảm thấy sự giáo dục của chấm xảy ra vấn đề hay không? Là nguyên nhân do chấm bận biểu tu luyện cùng với chính sự, không có thời gian quản lý hắn hay sao? Ách, Phùng Nguyên nhất cúi đầu, không dám trả lời. Nói đùa, mặc dù Thánh Thượng Đại Càn bày ra bộ dáng hỏi thăm, nhưng Phùng Nguyên nhất lại rất rõ ràng, Thánh Thượng Đại Càn tuyệt đối là không phải đang hỏi thăm hắn. Vào thời điểm câu hỏi này ra khỏi miệng, trong lòng của Thánh Thượng Đại Càn đã có đáp án, bản thân hắn nếu như tự tiện trả lời mà nói, vậy thì chính là tội danh can thiệp nội bộ hoàng gia, đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Làm đại tổng quản ti lễ dám lâu như vậy một chút điểm yq chính trị như vậy thì phùng nguyên nhất vẫn phải có quả nhiên chỉ chốc lát sau thánh thượng đại càn liền nhảy qua cái đề tài này tiếp tục nói thôi được rồi vậy thì thái tử tạo phản sao rồi gần đây ta thấy hắn lại liên hệ với người hổ bí quân tử sĩ được bồi dưỡng bí mật cũng đã bắt đầu được điều vào thượng kinh còn bắt đầu cấu kết với tần gia nói đến đây ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn cuối cùng cũng đã lộ ra một chút vẻ vui mừng. Ít nhiều cũng đã có một chút tiến bộ, đã biết cấu kết với thế gia, bất quá vẫn còn quá non, nếu đã muốn cấu kết, vì sao lại không cấu kết với ba mạch đạo, Phật, mà đây, nhưng tóm lại là vẫn mạnh hơn so với kẻ đần sông vào Hoàng Cung vào 100 năm trước, hừ, chấm đã phải đuổi hắn ra khỏi Hoàng Cung. Khác biệt cùng với những đệ tử thế gia tông phái khác, Thái tử có thân phận đặc thù, trên cơ bản là không cho phép rời khỏi thành Thượng Kinh, mà ở trong thành Thượng Kinh, người người đều kiêng kỵ thân phận của thái tử, hơn nữa Thánh Thượng Đại càn lại trấn áp thiên hạ, hậu cung cũng không có nhiều, ở trong thâm cung cũng không hề âm u. Cho nên đừng nhìn thấy thái tử đã làm thái tử được hơn 300 năm, mặc dù cũng có tâm cơ lòng dạ, nhưng cũng không được tính là mạnh, mà bản thân Thánh Thượng Đại càn lại là phái thực lực tiêu chuẩn có rất ít chỗ để dạy bảo, cho nên thái tử kỳ thật là chất phát ra ngoài ý định. mà đối với điểm này, thánh thượng đại càn vừa cảm thấy hài lòng, vừa cảm thấy rất không hài lòng. truyền chỉ a, à, bờ môi của thánh thượng đại càn khẽ nhúc nhích, không còn xoắn xuýt về sự tình thái tử, phát ra thanh âm vang dội nói: cẩm y vệ mới được xây dựng, không thể để trống vị trí vị trí tổng chỉ huy. vì vậy thái tử sẽ phụ trách tuyển chọn trẻ tuổi tuấn kiệt trong trung nguyên sau khi tuyển chọn một tháng ở thành thượng kinh người đứng đầu sẽ chính là tổng chỉ huy cẩm y vệ tông phái thế gia hàn môn võ tướng quan văn không hạn chế thân phận kẻ thắng làm vua mỗi chữ mỗi câu của thánh thượng đại càn đều khiến cho nhân đạo biến hóa hóa thành một chùm sáng mà mắt trần có thể thấy xé rách vạn dặm mây trắng trên không thành thượng kinh thanh lọc trời xanh thánh thượng đại càn thì nói phùng nguyên nhất thì phụ trách viết thay chỉ chốc lát sau, một phần thánh chỉ màu vàng kim liền được viết xong. Đi xuống đi, Phùng Nguyên Nhất dùng hai tay nâng thánh chỉ, chậm rãi lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình thánh thượng đại càn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ biểu tượng cho cửu ngũ chí tôn, thấp giọng thì thào còn có hai chuyện. Ở tiểu lôi âm tự tại Tu Di Sơn, âm ầm một đạo Phật quang trắng tinh bay lên như diều gặp gió, vọt tới tận trời cao, hóa thành một cỗ pháp tướng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt chiếu giỏi hơn phân nửa tu Di Sơn, ở dưới người Quan Âm là một đóa bạch liên nở rộ, tràn đầy khí thế thánh khiết, mà ở phía dưới pháp tướng Quan Âm, Huyền Lưu Ly li đang chắp tay trước ngực, lộ ra biểu tình đạm nhiên. A Di Đà Phật, chỉ chốc lát sau Phật quang liền tiêu tán, Huyền Lưu Ly li chậm rãi đứng lên, một thân khí thế dĩ nhiên đã vượt qua hợp đạo kim đan, đứng vào hàng ngũ võ đạo tông sư. Mà ở trước mặt của nàng, Phương Trưởng Phật môn Ngô Không thì lộ ra vẻ mặt khen ngợi nhìn nàng. "Xin chào Phương Trưởng, không cần đa lễ." Ngô Không gật đầu một cái, nói "Từ sau khi trở về ngươi liền một mực bế quan, bây giờ càng là đã đạp phá thiên quan, thành tựu võ đạo tông sư, không biết là đã có thu hoạch gì. Ta đã minh ngộ bản tâm, không tệ, không tệ." Ngô Không khẽ cười nói, tính tình của ngươi từ trước đến nay đều bình thản. Đạt được chân truyền ngã Phật, bây giờ càng là đã rõ ràng bản tâm, xem ra ngươi nhất định là đã hiểu được bản tâm hướng Phật của mình a. À. Đây chính là một chuyện tốt. Huyền Lưu Ly dừng lại một chút, chợt kiên định lắc đầu, nói, bản tâm mà ta minh ngộ cũng không phải là bản tâm hướng Phật. Khổ khổ, không sao, không sao, bản tâm hướng Phật cũng không phải là người người đều có, ngươi từ trước đến nay đều thiện lương, cho đến nay cũng chưa từng sát sinh. Xem ra là đã hiểu rõ tấm lòng từ bi. Vẫn không phải sao? Ngô Không nhíu lông mày lại, nói, vậy thì ngươi rốt cuộc đã lĩnh ngộ cái gì? Huyền Lưu Ly nghiêm túc nói ra, phương trưởng, ta cảm thấy ta có thể là một kẻ cuồng chiến đấu. Ngô Không, cái gì? Ở bát cảnh cung của đạo môn, xem như là một trong ba mạch Phật, đạo, ma, sơn môn của đạo môn tự nhiên là cũng giống như tiểu lôi âm tự của Phật môn có giá trị không giống như bình thường, thậm chí là ở trên cái phương diện này đạo môn còn muốn vượt qua Phật môn. Tiểu lôi âm tự tọa lạc ở tu di sơn của Phật môn trước mắt, thoát thai từ đại lôi âm tự ở thời kỳ thượng cổ, nhưng mà chính là vào thời kỳ thượng cổ, Phật môn đã từng nghênh đón một lần thời đại Phật diệt, thẳng đến thời đại cận cổ mới khôi phục một lần nữa, vẫn có tranh lệch so với đạo môn vẫn một mực truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ mà tòa Bát cảnh cung này chính là một trong những nội tình lớn nhất của đạo môn. Theo truyền thuyết, năm đó đạo tổ lập ra đạo môn nhất mạch ở động Thiên Đại La Sơn Huyền Đô, dùng thần thông thông thiên mở ra Bát đại kỳ cảnh, biểu tượng cho Bát đại đạo thống mà đạo tổ truyền xuống, cho nên sơn môn của đạo môn mới được gọi là Bát cảnh cung. Chương 460, chương chính nhất, cái gọi là Bát đại kỳ cảnh, theo thứ tự là Hãn Hải Thương Minh, Phủ Thắng Côn Nhạc, Trung Hoa Thần Tú, Nguyệt Sương Diệu Huy, Giao Quang La Huyến, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Nguyên, Lạc Thế Tinh Hà, bát đại kỳ cảnh chính là bát đại bí cảnh, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một môn đạo thống từ trong đó, thì sẽ chính là thiên tôn đương đại của đạo môn. Giống như là thiên tôn Thái Bình vậy, chính là cảm ngộ vận mệnh ở trong Giao Quang La Huyến, khai sáng ra Thái Bình Đạo, cũng lấy thần thông của bản thân đánh nát mệnh tinh, đặt chân đến đỉnh phong thế gian, leo lên vị trí thiên tôn, từ lịch đại đến nay cũng chỉ có nhân tài như vậy mới được đạo môn xem là lãnh tụ chính thống. Đương nhiên bát đại kỳ cảnh cũng không phải chỉ là bí cảnh, đồng thời cũng là đại trận hộ sơn của đạo môn, năm đó đạo tổ tuân theo vô vi chi đạo, số 9 là rất nhiều, nếu như khai sáng 9 đại kỳ cảnh thì sẽ không phù hợp với lý niệm của đạo tổ, cho nên đạo tổ chỉ để lại bát đại kỳ cảnh nhưng vẫn lưu lại pháp môn. Về sau đạo môn chính thống chỉ cần ngượn nhờ bát đại kỳ cảnh bày trận, kết nối khí thế của bát đại kỳ cảnh, liền có thể diễn hóa ra kỳ cảnh thứ 9. Kỳ cảnh thứ 9 chính là Hỗn Độn Hồng Mông. Nghe nói vào thời đại năm đó, Phật môn hưng thịnh, ở các nơi trong trung thổ đều có Phật tự, mà đạo môn thì lại suy yếu, vô số đạo quan bị Phật môn phá hủy, thậm chí là bát cảnh cung cũng bị Phật môn bức bách mắt thấy là đã sắp bị Phật môn triệt để phá hủy, chính là nhờ vào tòa kỳ cảnh thứ 9 này, đã ngăn chờ tất cả. Có thể nói rằng đạo môn có thể kéo dài từ thượng cổ cho đến nay, tòa kỳ cảnh thứ 9 này đã làm ra tác dụng không giống như bình thường. Mà vào giờ khắc này, ở sâu trong bát cảnh cung, chương chính nhất, ngươi đứng lại đó cho ta. Ha ha, ngươi nói ta dừng lại ta liền phải dừng lại, đây chẳng phải là rất mất mặt hay sao? đáng giận ở bên trong động thiên trung hoa thần tú có hai bóng người một trước một sau một đuổi một chạy điều khiển hai đạo ánh sáng đỏ đi ngang qua hơn phân nửa động thiên cuối cùng ngừng lại ở cửa ra động thiên đạo ánh sáng đỏ ở phía trước tản ra lộ ra một thanh niên đạo sĩ khoác đạo bào đầu đội đạo quan mà đạo ánh sáng đỏ truy đuổi ở phía sau thấy đối phương ngừng lại cũng dần dần tản ra một vị lão đạo sĩ tức hổn hển đi ra từ bên trong ánh sáng đỏ giận dữ hét lên đối với thanh niên đạo sĩ chính nhất đây là lần thứ mấy ngươi vụng trộm tiến vào đan phòng của lão phu rồi mau trả long hổ huyền đan cho lão phu ta không trả trên khuôn mặt của thanh niên đạo sĩ lộ ra ý cười hoàn toàn không có khí độ vốn có của đạo sĩ nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy hành vi phóng túng trái lại còn nhiều hơn mấy phần ý cảnh dạo chơi nhân gian. Trương chính nhất ta thu thần đan vào tay bằng vào bản sự, dựa vào cái gì lại phải trả cho ngươi. Nói xong, thanh niên còn đặc biệt lấy ra một cái hồ lô, mở miệng hồ lô ra hít vào một hơi thật sâu, một cỗ đan hương loáng thoáng hiện ra ở trước mặt của lão đạo sĩ. Cha, khỏa long hổ huyền đan này quả nhiên là ảo diệu phi phàm, ta còn chưa ăn, chỉ mới ngửi một cái đã cảm thấy đạo hạnh tinh tiến không ít, không ngờ được sư thúc ngươi thế mà lại có thể luyện ra bậc thần đan này, để ta nhìn một chút a, có khoảng chừng ba khỏa đây. Hãy nhìn đi sư thúc, đây là một khỏa ở trong đó, vừa lớn vừa tròn, kha kha. Thanh niên đạo sĩ lấy ra một khỏa đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp cắn nát và nuốt vào trong bụng. Ngon quá, không hổ là thần đan lão đạo sĩ nổi giận đùng đùng, hai mắt muốn nứt, hận không thể nhảy lên bổ cho đối phương một búa, nhưng nghĩ tới vị thanh niên đạo sĩ trước mắt này chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi đạo môn trước mắt, vào mấy năm trước liền đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, bản thân hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương, không khỏi ủ rũ một trận. Đáng giận, thực sự là đáng giận. Thiên tôn làm sao sẽ thua một kẻ nghiệt chướng như ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng đều không có một ngày nào là không làm hại đan phòng của ta trước trước sau sau đã ăn không biết bao nhiêu đan dược ngày mai lão phu sẽ đổi nghề chuyên môn luyện độc đan ngươi có bản lãnh thì lại đến trộm đan của lão phu trộm thì trộm xem thử ai sợ ai a à. hơn nữa không phải là ta đã lưu lại cho ngươi một kiện thần binh hay sao coi như là ta mua đan dược của sư thúc a à. xéo đi Long hổ huyền đan mà lão phu luyện ra, làm sao chỉ là một kiện thần binh liền có thể sánh ngang. Vậy thì sư thúc muốn cái gì? Tối thiểu cũng phải là một kiện bán đạo binh. Không có tiền, chỉ có cái mạng này. Ngươi, vô sỉ, ha ha ha, trương chính nhất vừa cười, vừa làm mặt quỷ đối với lão đạo sĩ. Mà đúng vào lúc này, nguyên lai là ngươi ở nơi này. Một luồng gió mát thổi qua, Biểu lộ của Trương Chính Nhất lập tức trở nên cứng ngắc, chậm rãi quay người ở dưới ánh mắt vui mừng của lão đạo sĩ, nhìn về phía thân ảnh trắng tinh ở sau lưng. "Sư phụ, Trương Chính Nhất, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo môn, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi trung thổ mà Lục Phiến Môn nhận định ngày xưa, một vị nhân kiệt như vậy, đương nhiên cũng sẽ có sư phụ bất phàm." "Xin chào Thiên Tôn." Lão đạo sĩ cung kính cúi đầu nói ra bất quá ở trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cả ngày đánh nhạn, đến cuối cùng vẫn bị nhạn mổ mù mắt a. Mà Trương Chính Nhất thì cũng đang thầm mắng ở trong lòng. Bất quá mặc dù mắng ở trong lòng, ở bề ngoài hắn vẫn làm ra đủ cấp bậc lễ nghĩa, sau khi vung tay áo một cái, thanh niên đạo sĩ từ trong trạng thái khó xử liền biến thành một vị trích tiên tiêu giao siêu phàm thoát tục trong nháy mắt không biết là sư phụ có chuyện gì quan trọng, hãy đi đến thành Thượng Kinh, tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ. Thiên Tôn Thái Bình vẫn lộ ra dáng vẻ như cũ, hai mắt trống rỗng, lộ ra một cỗ khí chất siêu nhiên cùng với vượt qua thời gian. Cẩm Y vệ, Trương Chính nhất ngây cả người, hỏi: "Sư phụ đây là muốn ta nhập thế tu hành?" "Sao cho ngươi?" Thiên Tôn Thái Bình cũng không giải thích quá nhiều chỉ để lại một câu rồi định rời đi, bất quá trước khi đi thân hình lại hơi dừng lại, giống như quỷ thần xui khiến nói thêm một câu, Tần Kiền Hoàng cũng ở đó, người biết nên làm gì rồi đó. Thiên Tôn Thái Bình vừa dứt lời, trường chính nhất liền biến sắc, bộ dáng tiên nhân vừa mới được bày ra, ở trong nháy mắt liền biến thành một thanh niên mới ra đời, sắc mặt đỏ lên. Tần cô nương, nàng cũng phải tham gia kỳ tuyển chọn kia, không sai, là vậy sao? không để ý đến trương chính nhất đang xuất thần thiên tôn thái bình biến mất ngay tại chỗ, mà ở phía đối diện lão đạo sĩ thấy thiên tôn thái bình đã rời đi, trương chính nhất vẫn còn đang ngẩn người, đột nhiên có ý tưởng, đi từng bước một lén lén lút lút tiến tới, sau đó bạo khởi một cái, hung hăng bổ cho trương chính nhất một búa, ách ha ha ha, cho người chết này cái tên bất kính với trưởng bối, chúng chiêu rồi a. À ta chưa bao giờ thấy qua một kẻ vô liêm sỉ như thế. Đây là lời để Lão Phu nói mới đúng. Bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác Audio Entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. Hoan nghênh bạn bình luận và đóng góp cho chúng tôi.